Đạo cụ đã sẵn sàng, sao vậy anh? Trời ơi, chật quá. Tập gym làm cái gì mà sao vậy này, bụng bự dữ vậy? Bự dữ vậy? Ủa em, sao mình không chơi cái trò chơi là trí tệ rồi cái kịp cái trí IQ đồ này nọ? Tại sao lại cho cái trò chơi gì mà như hai con trâu nước vậy em? Ủa, cái này hết sức IQ nha. IQ chỗ nào? Đấu vật đi, vô. Đấu vật đi, vô. Hồ Quang Hiếu xin chào mừng các bạn đã đến với chương trình Thách Sao Nấu Được. Ăn đi. Có gì đâu ăn? Đồ ăn đâu à? Ủa? Ủa? Quen, người quen hết trơn. Chào em. Ủa sao đèn lên hết rồi? Ủa chứ bình thường là mình quay ban đêm hả? Tối thui lùi hả? Ủa? Là hồi nãy giờ là anh dẫn chương trình luôn hả? Ủa ai biết đâu, trời ơi, biên tập kêu chui đây núp dưới đây nè. Ủa? Sao vậy? Người ta đi, người ta chuẩn bị món ăn rồi này kia để người ta ra, người ta tiếp đón. Người ta chưa có chuẩn bị giới thiệu gì hết là xứng sổ lên đây tự giới thiệu luôn rồi. Tại anh biên tập, chương trình không có MC. Không có MC. Tự làm MC luôn đi. Không coi trọng em, giận bỏ về liền. Bỏ về, mà anh cũng không coi trọng em. Tại sao vậy? Ít ra mình cũng đã từng đứng trên một sân khấu mình dẫn chương trình chung với nhau rồi. Thấy không? Hồi nãy là em đã thấy anh từ xa là em đó. Anh Lâm. Như người dân ngặt lối à. Anh lướt qua đời em. Lướt qua đời em mà anh cũng không quan tâm gì đến sự có mặt của em. Đáng lẽ là chương trình nó không có MC, anh phải cãi liền. Vô lý. Hồi nãy anh thấy nhỏ Tường Vi đứng ở ngoài kia. Hoặc ít ra phải alo. Ủa Vi, hồi nãy anh thấy em làm cái gì ở trong đây vậy? Ai biết đâu, tưởng hôm nay làm kế toán công ty này chứ. Đúng quá. Bây giờ anh đưa đây cho em. Đó. Cái gì mà hấp dẫn quá vậy? Đáng lẽ cái món này em đem ra em mời. Ừ. Mời là cho anh Lâm với anh Hiếu ăn thưởng thức. Nhưng không. Bây giờ anh phải đoán được cái món này là món gì thì em mới cho anh ăn. Nhưng mà cho anh hỏi là đeo biết tên gì vậy? Anh này là ai và đến từ đâu vậy? Hello. Xin lỗi anh, tụi em lại hờ hững với anh rồi. Thả trôi người ta hoài. Em tức quá, em ấm ức quá cho nên là em hơi hờ hững với anh một tẹo. Một tiếng với một tẹo gì? Anh có thể giới thiệu về mình một chút xíu được không ạ? Dạ, xin kính chào anh Lê Dương Vĩ Long, anh Hiếu và chị Vi. Em là Trâm Toàn, đầu bếp của nhà hàng Hương Quê. Dạ, sở trường của mình là những món ăn như thế nào anh? Những món ăn của em là Hương Quê, Đồng Quê. Đồng Quê à, món Việt. Dạ, cái món gọi là cái món tiếng Anh là gì? Một cái đặc trưng á. Cái gì anh? Kinh chi. Signature. Bảy cái signature. Cái gì canh chi gì ở đây? Ý là dịch tiếng Anh ra tưởng canh chi hay nói là đúng dịch rồi, ra đồng quê. Signature của anh là món gì vậy? Là cái món mà giống như là anh nấu ra một cái là bảo đảm là chết hết. Đúng ăn rồi. Là xỉu lên xỉu ta xuống. Ú hòa liền á. Ăn là ngắt ngay luôn. Dạ, là món gì anh? Anh không được nói tên, anh bị gài đó. Anh hãy qua đây. Dỗ diếm đúng không? Anh Lâm sẽ rất là đưa đường dẫn lối cho anh không được. Anh phải né ánh mắt này đi. Bây giờ anh nhắm mắt lại đi. Nhiệm vụ của cả hai anh là phải đoán được là ở trong cái món này gồm có những nguyên liệu nào. Bây giờ nha, mình đưa vô đây đi. Mình tầm này đi. Nhắm mắt chưa? Chuẩn bị nha, không được hí nha. Mình chỉ được cảm nhận thôi, để coi năm nguyên vật liệu gì trong đây và liệt kê ra chính xác thì sẽ được nếm món. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi, mở mắt ra. Xin mời anh Lâm. Anh Hiếu có mùi cô la, phải không? Dầu cô la. Anh Hiếu xức dầu cô la tới đây, phải không? Không. Không nghe mùi dầu cô la của anh vậy? Mùi sáp à. Mùi sáp hả? Sáp, chắc sáp mà mùi cô la hả ta? Mùi cô la. Xả. Tỏi. Tỏi. Hết ạ. Hết ạ. Ủa, năm lần ạ. Năm lần ạ. Năm lần ạ. Dạ. Xả, tỏi, mù tạc. Mù tạc. À, tía tô. Tía tô. Gừng. Gừng. Rồi, anh Hiếu. Này sao mình nghe mùi sữa chua ta? Sữa chua. Vậy là mùi này của em này. Mùi chua chua này em quay sáng giờ đúng không? Có, em thơm lắm luôn á. Vậy là mùi chua của em rồi. Ủa anh đứng gần anh mới hơn. Tối em quay ngày hôm nay em bao số em. Nhưng mà anh đứng gần anh hơn của anh. Của anh.
của anh chứ mày á. Của anh đó. Này là em mới tới luôn nha. Đâu, giờ anh Hiếu kể thử năm tên đi. À, mình nghe như là mùi măng. Mùi măng. Mùi miếng. Miếng nữa hả? Miếng hay là mùi miếng? Miếng hay là nước miếng? À, cái miếng á, miếng. À, cái sợi miếng. À, sợi miếng. Rồi anh Hiếu nói là măng nè. Rồi miếng là cái sợi miếng đúng không? Được, được. Là nguyên vật liệu đúng không? Đúng rồi, nguyên vật liệu. Vậy sao nãy em nói anh gia vị? Bây giờ là em có thông đồng với anh Hiếu rồi. Trời ơi, tức quá, tua lại đi. Hồi nãy nói là rõ ràng là nguyên vật liệu mà anh nghe là gia vị. Nhiệm vụ của cả hai anh là phải đoán được là ở trong cái món này gồm có những nguyên liệu nào. Vậy cho anh đổi đáp án đi. Đổi đáp án rồi cho anh nói lại luôn. Bò. Bò. Mực. Mực. À, bào ngư. Chắc chắn dịch lớn của bào ngư. Tôm càng. Ủa cái món gì đâu mà thấy hải sản tả bí lù luôn. Thì đó anh nghĩ như vậy. Rồi. Xả. Rồi năm. Năm. Mực tôm gì đó. Mực tôm cua. Xả. Bào ngư xả. Còn bây giờ thêm chữ cua vô nữa kìa. Không biết đường nào mà lần. Rồi anh Hiếu là măng. Măng miếng. Miếng. Vịt. Vịt. Muối. Muối. Anh được nghe được mùi muối luôn. Hay thiệt. Thì chắc muối Tây Ninh rồi. Nghe tôm. Muối nước mắm. Nước mắm. À. Anh mời anh hãy dỡ nắp món ăn ra. Để cho anh có công ăn chuyện làm. Anh này kỳ ghê ạ. À. Dạ, hai anh đáp án của anh rất là sai. Sai. Vậy thôi. Ủa vậy có khác gì cũng y chang vậy? Cho coi clip làm chi vậy? Chương trình mình là thách. À, có nghĩa là bây giờ em thách anh nấu đó. Thách anh không biết gì hết mà em thách anh nấu đó. Mà trên đó cũng đâu có chỉ gì đâu. Thì đó, nhưng mà bây giờ muốn được chỉ không? Đúng, muốn, muốn. Muốn được không? Thì bây giờ một lát nữa. Bây giờ ăn không? Ăn. Thử không? Thử anh không? Hiếu. Không. Không. Anh Hiếu không ăn hả? Không ăn sao nấu? Tí nữa ăn. Dạ. Tại vì cái món này nó hơi kén người ăn thiếu á. Dù nhiều khi mà không biết ăn lương. Anh Hiếu biết ăn lương không? Biết chứ, mà ăn mình ăn mấy cái lương khô. Lương sấy phải không anh? Sấy à. Kiểu miếng lương nè. Đúng là miếng lương đó. Cháo lương rồi đó. Sắt da thì nó nhỏ nhỏ thì nó dễ ăn hơn. Ừ. Vì nguyên con thì mình hơi e ngại chút mà. Cái món này bây giờ mình phải như thế nào anh có thể thôi mình vẽ mình ăn luôn đi. Vẽ ra luôn hả? Món này là món đồng quê, mình tay mình vẽ, mình múc, mình gấp. À, nó thoải mái tự rồi, nhiên là muốn ăn sao ăn đúng không anh? Nó như vậy nó mới thưởng thức được cái món đồng quê ngon. Ủa là anh đầu bếp không dùng đúng không? Dạ em xin phép anh nha. Ăn luôn ăn thử để lát nấu anh. Dạ tại vì hồi nãy á, thông thường là chỉ có được một người nếm thôi, nhưng mà hồi nãy là anh với anh Lâm đều đoán trúng được một món, đó là xả, cho nên là bây xả giờ và thôi, muối. Cho ăn hết. Yeah. Nhưng mà bình thường á, anh Hiếu với anh Lâm có nấu ăn không? Không, anh không nấu ăn. Anh không, không nấu bao giờ. Không nấu bao giờ. Không nấu bao giờ luôn. Mì gói, trứng chiên. Cũng không, đa số toàn order đồ về ăn thôi. Ừ. Anh Lâm, không lẽ không bao giờ vô nấu gì luôn? Không, nhỏ lớn chưa nấu nào hết. Trời ơi. Rồi bỏ đi quay với anh thì em ăn cái gì? Cái năng trực của anh. Thì đó, dạ. Năng trực mà ai nấu cho anh ăn? Dạ, mẹ anh ạ. À. Thì đúng rồi, toàn là mẹ anh lo cho anh không? Dạ, ủa? Bác hôm nay bác có đi chung với anh? Thường thường á là mẹ sẽ đi chung với anh. Nhưng mà mẹ nói, ủa Tí ơi, ở nhà tên Tí. Nó ủa Tí ơi, ngày hôm nay đi quay với ai vậy? Nó đi quay với bé Tường Vi, nó thôi vì mẹ ở nhà. Chứ bé đó ăn heo. Trời cứu rồi. Ăn mượn cái chén đem về luôn, mượn cái dĩa đem về luôn. Có đã. Có đã không? Trợ lý ơi, một lát mình order cơm nha, hôm nay anh Lâm không có cho ăn nữa nha. Quá trời, lần nào đi cũng xin đồ ăn đồng nghiệp hết. Ủa nó không ăn mà ăn dữ vậy anh? Ngon quá. Thông thường mà mỗi lần mà mình ăn một món là mình cũng sẽ hình dung là cái món này cái cách nấu như thế nào. Anh nghĩ cái món này nấu như sao? Giống như kiểu hấp hay sao đó. Hấp. Lấy cái hơi từ dưới lên ha. Đúng rồi. Ừ. Nói chung là nấu là chắc là bắt đầu lót muối phía dưới nè, xong rồi lót xả lên, lót tiêu lên rồi để nguyên con lương quấn lại. Ờ quấn vòng, thấy hành nữa nè. Tiêu. Rồi tiêu, hành tiêu. Nấu, bóc đúng lên. Rồi bóc hơi lên thôi. Cái hơi muối nó sẽ bà lên con lương. Bà lương bà sẽ hút cái muối rồi bà chín.
vậy thôi, anh nghĩ đơn giản. Đúng không anh? Ui trời, dễ cũng đạt 80%. 80%. 80%. Nhưng mà quan trọng là 20% còn lại, cái yếu tố quyết định cái món này thì nó sẽ nằm ở trong 6 thử thách tiếp theo của chương trình. Thách dữ vậy? Thử thách chứ. 6 cái vậy? 6 cái. Cố gắng nha, là mình phải thắng càng nhiều thử thách càng tốt. Tại sao, lý do gì thì hồi sau sẽ rõ. Đạo cụ đã sẵn sàng. Sao vậy anh? Trời ơi, chậm quá. Tập gym làm cái gì mà sao vậy này, bụng bự dữ vậy? Bự dữ vậy? Ủa em, sao mình không chơi cái trò chơi là trí tệ, rồi cái chịp cái trí IQ đồ này nọ? Tại sao lại cho cái trò chơi gì mà như hai con trâu nước vậy em? Ủa, cái này hết sức IQ nha. IQ chỗ nào? Nè, bây giờ anh phải làm sao, dù cái này là bên anh Lâm nè, thấy không? Anh phải lấy được cái bông của mình. Xong rồi anh cắm qua bên chỗ của đối thủ. Đó. Vậy tại sao phải cột cái sợi dây thừng này vào bụng của chúng tôi chứ? Ủa chứ không lẽ giờ kêu anh ơi, anh qua lấy cái bông anh cắm vô đây đi thì chơi làm gì? Tại sao không cho cái câu hỏi gì đó, ai bấm chuông hay không, ai thông minh hơn chạy là cắm bông đồ này nọ. Tại sao lại bắt tụi tôi tháo quá thân tình hay tháo dây, trâu tháo như vậy? Đổi chương trình, đổi chương trình. Sao vậy? Qua cái phim trường kế bên, đổi người chơi, cho chơi. Không, anh nghĩ trò này vui. Tại vì nó có vừa cái trí tệ cũng như là hình thể. Sức khỏe đúng không? Sức khỏe. Anh có muốn đổi người chơi ngày hôm nay không ạ? Chắc đổi ai nhỏ nhỏ hơn tí thì bự quá. Anh Phạm Nhân Mách nha. Được không? Tại em cảm thấy là không mất công bằng á. Không công bằng. Đúng rồi, anh lôi anh Hiếu đi mà giống như là lôi ảnh không chống cự được. Đúng rồi. Em thấy ảnh vậy nè, ảnh vẫn trượt theo. Tội nghiệp ha. Không sao, em sẽ hội ý lại với biên tập, anh yên tâm. Trò chơi tiếp theo em sẽ chiếu cố cho anh. Nhưng mà em vẫn phải công bố là với thử thách đầu tiên thì Lê Dương Bảo Lâm đã chiến thắng. Yeah. Anh Hiếu hiểu chưa? Mình lầm cũng được mà phải không? Vô bên đây chít mình lầm cũng được mà. Dạ đúng đúng đúng. Anh chơi kỳ vậy? À, tại sao anh không làm đi mà anh lầm đồ của em? Đó. Lầm nhanh hơn. Rồi đó coi. Trời quá. Đó. Chơi. Chơi. Chơi cái gì? Lầm phá. Hết kiện kiện kìa. Đấu vật đi, vô.